Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tướng Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Cơ bộ sắp tới đây, tình hình sẽ rất là căng thẳng để quý khán giả sẽ có cái biến lớn với một số các kênh YouTuber. Thì ngày hôm qua, em nghe được một số cái tin đồn về cái kênh YouTube của Long Ngô và bà Diên Mai, về cái đơn tố cáo của bà Việt Hà là người bạn của bà Hằng đó. Người ta cho biết là ngày hôm nay sẽ có cái thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng, thông tin về việc cái kênh YouTube của Long Ngô sẽ xử lý như thế nào. Và có một cái sự trùng hợp cũng rất là ngẫu nhiên, em cũng nghe được một cái đoạn video trên kênh YouTube của chú Gắt Việt đó. Nhưng mà sự việc như thế nào thì chúng ta hãy chờ đợi tiếp tục từ phía cơ quan chức năng công bố trên các trang báo chính thống ha. Để vào cái thời điểm này chúng ta nói đụng chạm đến các kênh YouTube khác thì xảy ra một cái sự mâu thuẫn, hiểu nhầm với nhau. Em không muốn là như vậy. Vào cái buổi chiều thì có ông Trần Đình Thu, ổng đưa ra cái thông tin cho rằng là hết tháng 10 này là chỉ còn có vài ngày nữa thôi thì cơ quan chức năng sẽ xử lý cái kênh YouTube có liên quan đến cái vụ bà Chú Chiên và cái bà Gò Bắp đó. Thì cho thấy là tình hình nó cũng rất là căng ha. Và buổi tối thì bà này tiếp tục đăng lên cái bài đăng trên tất cộng đồng, và bà thông tin là Hương Quảng Châu á đã trốn đi qua Trung Quốc rồi. Nhưng mà cái thông tin của các bà này đó hầu như là không đáng cho chúng ta để tin cậy. Vì trong suốt khoảng thời gian qua đó, bà này bắt tung ra rất nhiều cái thông tin nhưng hoàn toàn là sai trái, bịa đặt, không có căn cứ. Điển hình chúng ta thấy bà nói về công ty của Hoàng Đại Nam, nói về bà Hằng, ông Dũng đó, thì hầu như những cái thông tin đó là không kiểm chứng, mà toàn bộ là bịa đặt, vu khống không. Nói về Đại Nam sang tên đổi chủ, hay là các hạng mục trong Đại Nam đã bị niêm phong, hay là ông Dũng và bà Hằng đánh đuổi bà Hằng ra khỏi nhà, đất Trơn Thành Bình Phước 500 cái đơn thưa, nói đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta là người có thông tin kiểm chứng, có căn cứ đó, thì khi cơ quan chức năng triệu tập chúng ta lên đó, thì người ta lên đem cái thông tin này lên để đối chất. Đó mới thật là cái nguồn tin của chúng ta cung cấp lên trên mạng xã hội là cái nguồn tin đáng để tin cậy. Còn nói gì mà không biết bây giờ cả năm nay đóng cửa trốn trong nhà không, thì làm sao cái thông tin này mà nó chính thống được. Mà song song với cái hành động trốn trong nhà đó, lên chửi bới rất là nhiều người, chửi không từ bất cứ một ai. Kính thưa tất cả quý khán giả, trước khi tôi tham gia vào trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì tôi sống trên đời này tôi chỉ sợ nhất là hai cái điều thôi. Thứ nhất là mình làm những việc vi phạm pháp luật. Thứ hai là làm những cái việc trái với lương tâm đạo đức của mình. Sau này con cháu của mình nó hưởng. Bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, sống hơn nửa đời người rồi, còn không biết mạnh khỏe được bao lâu. Con cháu mình sau này nó lớn rồi đó, nó rất là khổ sở, vì ông cha đó, trước kia đã gieo nghiệp, con cháu mình nó hưởng. Cho nên tôi rất là sợ cái điều đó. Tôi ra đường tôi đụng ai tôi cũng giúp. Cái đó nó thật, giúp không được nhiều thì được ít. Khi thấy người ta gặp nạn là tôi hỗ trợ, có nghĩa là xe cộ giao thông này kia cái đó tôi cũng hỗ trợ người ta các cái. Thí dụ có tiền tôi giúp tiền, còn không có tiền thì tôi cũng giúp bằng nhiều cái cách khác. Còn về việc mà làm những việc vi phạm pháp luật đó thì hồi trước giờ tôi không làm. Ở đó tôi xin nói thẳng với khán giả luôn, cho dù làm cái việc đó có trục lợi cho cá nhân, cho bản thân, cho gia đình, nuôi sống con cái, tôi cũng chả làm. Và khi tham gia trong câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng cũng vậy. Có là lúc tôi nóng tính, tôi cao trào, quý khán giả thấy tôi phản biện bất kể, không từ bất cứ một cái nhân vật nào, và tôi cũng không ngại va chạm. Nhưng mà nói về với cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra hoặc là kết luận điều tra, hay là chi tố hay tòa án đưa ra xét xử đó, quý khán giả thấy có bao giờ tôi đề cập đến nhiều đâu. Tại vì cái bản thân tôi cái học thức kém lắm, tôi không am hiểu nhiều về pháp luật, cho nên tôi không bao giờ tôi nói cơ quan chức năng là bao che, hay là xử lý nhẹ tay, nương tay, hay là bỏ lọt tội phạm. Tôi không bao giờ tôi nói. Quý khán giả để ý đi, cái kênh tôi là vậy. Còn đối với những người mà có cái dấu hiệu sai trái, đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật đó, thì hầu như là tôi rất là mạnh mẽ. Cái đó tôi cũng xin nói là vậy. Thì ngày hôm qua bà đăng lên như vậy, tôi cho quý khán giả xem một cái bài đăng ngắn của bà thôi, là cho thấy cái tính chất bịa đặt của bà này là như thế nào. Mặc dù là câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng á, nó đã kết thúc rồi, khi cái phiên tòa xét xử là kết án bà Hằng là 3 năm rồi, mà chúng ta thấy bà Hằng bà cũng đã xin được thi hành án sớm để sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, để viết tiếp cái hành trình làm từ thiện còn gian dở của mình. Bà Hằng là người tốt đó quý khán giả. Nếu bà Hằng là một cái người xấu thì bà không mở ra hẳn được một cái quỹ từ thiện hàng hữu, một cái quỹ an sinh xã hội giúp đỡ hàng ngàn đứa trẻ, và kể cả những vụ tai nạn giao thông, hỗ trợ cái quỹ hoàn lương,
hỗ trợ bác sĩ học năng cao, hỗ trợ tăng ni trong chùa, hỗ trợ học sinh trong trường học, cấp học bổng. Chúng ta thấy là bà Hằng bả cống hiến giúp đỡ hỗ trợ từ mầm mống, từ quê hương đất nước của mình, chứ không phải là bà Hằng bả làm để trục lợi cho cá nhân gom góp của ba gia ba tánh. Chúng ta nói bà Hằng làm từ thiện, từ thế của doanh nghiệp, tại sao các công ty doanh nghiệp khác họ không thành lập ra một cái quỹ từ thiện giống gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng để họ làm, phải không? Họ cũng biết PA đánh bóng tên tuổi của mình để họ khỏi dở cái trò là như là Nobita, Thầm Yêu Suka hay là này nọ nọ kia, để họ được nổi tiếng. Có nhiều cách để họ nổi tiếng mà. Thí dụ họ cũng muốn làm được như bà Nguyễn Phương Hằng đâu. Họ toàn là đi gom góp không, họ cũng có công ty doanh nghiệp như bà Hằng vậy. Hương Quảng Châu trốn sang Trung Quốc rồi, mạnh miệng chửi ông Phan Văn Mãi và ông Nguyễn Đức Hiển. Vậy Đỗ Thị Hương thấy Nguyễn Phương Hằng chửi ông Phan Văn Mãi thì hai ngày sau bị bắt ngay. Giờ kế nghiệp Nguyễn Phương Hằng à Hương. Đó, tôi quý khán giả thấy không? Cái chuyện bà Hằng nói về ông Mãi đó, bây giờ cái người trong cuộc á, người ta cũng đã im rồi. Nha, cái từ mà chửi nó khác, cái từ là trách móc là nó hoàn toàn nó khác. Nhưng mà cái người trong cuộc là bác Phan Văn Mãi đó, chúng ta thấy thời gian qua ông đâu có lên tiếng đâu. Thay vì ông cũng lên tiếng trả lời truyền thông báo chí hoặc là này kia cái nọ, mà chúng ta thấy ông đâu lên tiếng đâu. Người ta là một người lãnh đạo, người ta không có trách móc như vậy. Mà bà cứ đem ra, bà cứ đem ông Phan Văn Mãi, bà cứ đem ra bà nói hoài, không khác gì bà gài chữ, bà dán chữ vào trong đầu người ta, bà dẫn dắt dư luận bằng một cách đó gọi là nó thái quá, nó sai cái sự thật. Mà bà Hằng đã sai, bà đã thừa nhận rồi, nhận lỗi rồi, xin lỗi, ăn năn hối cải rồi, xin lỗi các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Nhưng mà bà vẫn đem tên của bà Hằng ra để bà công kích mỗi ngày. Đây, tôi xin mời quý khán giả nghe lại cái đoạn video này của bà ha. Nói chung bà này bây giờ mình nói, tôi thật sự tôi không có dám gọi tên bà nha. Bây giờ tôi không có dám gọi là bán rượu, bán này bán kia hết trơn á. Người ta gọi là bán cái gì cũng bả hết trơn á. Cho nên tôi nói là các bà gò vấp được rồi. Gò vấp thì rất nhiều người công dân ha, rất nhiều người dân. Cho nên tôi nói bà gò vấp, tôi không có kêu tên bất cứ một ai nha quý khán giả, tôi không kêu tên bả nha. Bà này là bà bán cái gì bà bán kệ bả. Đây tới tôi không có đề cập đến bán gì hết trơn á. Tôi chỉ nói các bà gò vấp thôi. Để quý khán giả xem, quý khán giả cũng hiểu nha. Mời quý khán giả xem lại cái đoạn video này để xem coi là bà này có nguy hiểm cho xã hội không nha. Tôi nói cho các ngươi biết, việc làm ủng hộ của bị can Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng, trong đường link báo cũng đã viết rồi. Toàn bộ những cái ghê xây, trường thay, chạm và ủng hộ cho quỹ mũ tim đều đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Do đó không thể nào nói là coi như là giúp cho từ thiện không đồng nha. Còn khi mà Huỳnh lưu lại nha, mấy cái bài báo này chị lưu lại, lưu lại nha chị, để sau này tới cái bản thân chị đó là nó sẽ có cần đó. Tại vì bây giờ đó là cơ quan chức năng xử lý 10 cái đơn mà người ta tố cáo chị Hằng nó xong rồi. Thì bây giờ sắp tới đây là cơ quan chức năng sẽ xử lý những người mà bị chị Hằng tố cáo đó. Thì trong đó cũng có chị, cho nên chị lưu những cái bài báo lại là cái thông tin thích thực, là một cái bằng chứng, là một cái gì đó nó cứu cánh cho chị đó. Chị đi chửi bới với mấy kênh YouTube mà chị lôi gia đình ông Dũng và bà Hằng vô, chị nói, chị dán chữ vào trong đầu người ta không, vu khống cho người ta. Y Dũng coi như bị phạt thuế 99 tỷ đồng. Thì Huỳnh Y Dũng đã xin với Sở Thuế tỉnh Bình Dương về việc rằng thôi đừng phạt, để lấy 99 tỷ đồng đó ủng hộ cho quỹ từ thiện Hằng Hữu. Nhưng người ta biết thừa cái thủ đoạn của Dũng là vui, là khi đưa vào chi phí như vậy, đưa coi như 99 tỷ đồng, coi như là hái hoa dân Phật á. Coi như tiền phạt, ủa tiền thuế là tiền của nhà nước, tiền của nhân dân. Tiền vi phạm về thuế là bị phạt, thì vì sao cũng lại đưa vào, xin là đưa vào chi phí đi ủng hộ từ thiện, để lại cuối cùng quy vào cái chi phí quản lý doanh nghiệp. Như vậy thì đừng bao giờ kể công. Đã giúp từ thiện thì phải giúp một cách rõ ràng, lấy lợi nhuận sau thuế. Đằng này Đại Nam thua lỗ 5 năm trời rồi, lấy đâu ra tiền nữa. Và chính bị can Nguyễn Phương Hằng thua lỗ 5 năm trời, cái thông tin đó là thông tin có chính xác 100%, không thì chị lưu lại nha, lưu mấy cái thông tin đó lại. Những cái thông tin đó là những cái bằng chứng rất quan trọng cho chị đó nha. Chị phải lưu mấy cái thông tin đó lại. Chị nói Đại Nam lỗ 5 năm trời là chị phải thu lại nha, giữ cái bằng chứng đó. Tháng 6 năm 2022, năm 2021 đã xin dừng quỹ mổ tim, dừng quỹ Hằng Hữu lại ở mấy bệnh viện. Như vậy là sao? Vì làm ăn thua lỗ. Ngày hôm nay đem toàn bộ khu vực không? Cái dịch bệnh Covid-19 đó quý khán giả, nó hoành hành trên toàn cầu. Thì bây giờ cái quỹ, cái khu du lịch Đại Nam á, không có đón khách du lịch được, thì không có những cái kinh phí hỗ trợ vào trong cái quỹ từ thiện Hằng Hữu.
Nhưng mà bà Hằng bà dừng lại đó, hầu như những người này họ mừng lắm quý khán giả. Những người nghèo khổ thì họ buồn, còn những con người này hầu như là họ rất là mừng ha. Vậy họ cứ hình dung ra là Đại Nam sắp sửa đi rồi, sắp sửa vẫy nợ rồi. Đại Nam thế chấp để vay ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam 4.750 tỷ đó. Ha. Lưu lại. Và để làm cơ sở hạ tầng cho khu dân cư Trân Thành, Bình Phước, khu dân cư Đại Nam, Trân Thành, Bình Phước và khu dân cư Đại Nam ở Phước Tân, Bình Dương. Ủa sao chị nói cái khu đó là bị hơn 500 cái đơn thưa mà. Bây giờ chị nói chị vay ở đây rồi đi làm khu dân cư đó, rồi chị nói cái khu đó là bị 500 cái đơn thưa nữa. Vậy là cái khu đó có đi ăn cướp đất của người ta không? Đã vay tiền rồi mà chị còn nói 500 cái đơn thưa nữa. Như vậy thì Dũng Lò Vôi đang sử dụng tiền của nhà nước. Đó là khu du lịch Đại Nam 450 hectare không phải là tài sản cá nhân để làm tài sản đảm bảo đi vay ngân hàng lấy tiền mặt. Nhưng vì sao bị can Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng đã đem toàn bộ số tiền của đất nước Việt Nam đi qua bên đảo Síp để mua quốc tịch của đảo Síp? Thấy chưa, nghe rõ chưa quý khán giả, nghe rõ nha, chính cái miệng bà nói nha, tôi không có nói nha, tôi không có nói, cái đây là cái miệng bà nói. Bây giờ là tốt nhất là mình để cái lời nói của bà nói lên nha, để cho dư luận cộng đồng người ta nghe thôi, còn mình nói, tôi nói ra bà nói tấn công bà nữa. Mày càng làm thì người ta càng điều tra về cái việc là quốc tịch của đảo Síp của bên của Dũng Lò Vôi và Nguyễn Phương Hằng lấy tiền đâu ra, trong khi tiền nhà nước vẫn còn nợ. Tao nói khu du lịch Đại Nam không phải là tài sản riêng, đó là đất thuê làm khu du lịch đó. Do vậy đó là tài sản của nhà nước đó, của nhân dân chứ không phải của Huỳnh Uy Dũng. Cho nên việc mà đem tài sản đó làm tài sản đảm bảo là sai phạm của ngân hàng nha, sai phạm của ngân hàng, và những cái điều đó đều bị xử lý. Đừng nên báo chí biết bút lục ra là bị can Nguyễn Phương Hằng không phải là Việt kiều Canada, mà từ năm 1996 đến năm 2001 sống hành nghề tiếp thị bia và sống chung với chùm giang hồ Đỗ Đạt Giang. Ghê chưa? Cái đường liên báo là sao tôi kiếm hoài tôi không thấy là bà Hằng làm tiếp thị bia quý khán giả. Tại bà Hằng bà treo cái giải thưởng là ai biết bà bán bia ôm cho 50 tỷ đó. Mà sao tôi tìm cái bài báo đó hoài không có. Tôi có bài báo đó giờ tôi giàu quý khán giả, tôi đâu có làm YouTube nữa. Tôi có bài báo đó tôi lập 50 tỷ tôi ngon lành. Mà cái chị này nè, chị cũng dở nữa. Thay vì cái thông tin bà Hằng bà kêu đó, thì bây giờ ta cứ lấy cái bài báo đó, ta đem lại, ta gặp trực tiếp bà Hằng đi, ta lấy tiền, phải không? Mà đất của nhà nước, Đại Nam thuê để làm khu du lịch, mà bây giờ Đại Nam đi thế chấp, là cái đó cái sai phạm của ngân hàng nha. Cái này chính miệng bà nói nha, tôi không có nói nha. Để nhiều khi tôi nói, tôi chia sẻ vô, cái bà nói tôi tấn công bà, tôi uy hiếp bà rồi này kia đủ thứ chân. Đó, chung nhân hộ đội của Đạt Giang, đàn em dưới trướng của Nam Khang. Ghê quá. Ủa báo chí đăng mà. Công việc gì vậy chứng minh? Hả? Lưu lại, tôi kêu chị lưu lại. Chứng minh cái gì? Trên báo chí đăng biết tất cả những bút lục của viện kiểm sát, của tòa án, của công an đều chứng minh Nguyễn Thị Thanh Tuyền là bị ca Nguyễn Phương Hằng. Bị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Phương Hằng năm 2010 ông Dũng Lò Vôi mới tẩy trắng quá khứ dĩ dãn dơ giấy của Nguyễn Thị Thanh Tuyền thành Nguyễn Phương Hằng đó. Thấy chưa? Và đổi cái ngày tháng và năm sinh luôn. Về quý khán giả, đây có phải là nhục mạ vào phía đời tư cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng hay không, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam hay không, thì sắp tới đây là chúng ta sẽ biết nha. Bây giờ quá ứ quý khán giả, thật tôi nghe những cái đoạn video này tôi quá sợ. Không phải là bị ôm là gì, thực sự mọi người phải biết một điều rằng Dũng Lò Vôi nhập 50.000 cái vỏ bình oxy, xong sau đó lập những cái chạm chiết xí oxy nhỏ ra. Mục đích của Dũng Lò Vôi và Nguyễn Phương Hằng đó chính là marketing, đó là ủng hộ từ thiện để lấy cái tiếng để lọt được vào bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng đến cuối cùng bệnh viện Chợ Rẫy từ chối nhận cái đó, vì nhận những cái vợ của vợ chồng Dũng Hằng á, họ đều lợi dụng những cái bệnh viện lớn để họ có một, họ nói lên 1.000, cho nên bệnh viện Chợ Rẫy đã từ chối nhận cái oxy của Đại Nam. Cho nên là bây giờ á, giờ khi mà đi quảng bá lên á, đi lên nói lên trên mạng là ok, in vào những cái vỏ bình bảo rằng là bình oxy tặng miễn phí, thực sự không có mọi người. Có mỗi một cái trạm y tế nào ở xã Tân Uyên, nơi chỗ ông Dũng ông làm thôi, rồi đi năn nỉ chỗ này chỗ kia để mà cho để lấy tiếng. Hay đó, nói thay vì phải bỏ ra tiền tỷ đi quảng cáo thì cho cái này coi như là lấy mồi thôi, nhưng mà không lọt vào được bệnh viện Chợ Rẫy. Tại vì khi với những bệnh viện lớn, đợt đầu là coi như cho miễn phí, nhưng những đợt sau hết
là đem cái vỏ bình đó về nhà mới nhập lại cái vỏ bình khác. Nó giống như một vỏ bình ga vậy đó. Phải có bình chứa. Cho nên việc mà thế chấp cái khu dân cư Đại Nam ở Trân Thành Bình Phước với khu dân cư Đại Nam ở Bình Dương, hai nơi đó để thế chấp hơn 2.000 cuốn sổ để vay và để vay 2.000 tỷ để làm nhà máy găng tay, thì tất cả những thông tin đó Đinh Lan đều đưa lên hết trên tab cộng đồng, đường link của báo chí chính thống đưa. Do vậy ngày hôm nay khi bị can Nguyễn Phương Hằng bị bắt rồi mà Hương Quảng Châu và Gất Việt vẫn tiếp tục mùng 3 Tết tấn công nhục mạ Đinh Lan như thế này, như vậy thì chứng tỏ một điều rằng mục đích của Dũng Rò Vôi có cái vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng không? Vì trong tất cả những cái phát ngôn của bị can Nguyễn Phương Hằng, ví dụ như ngày 19 tháng 3 khi tổ chức cuộc đua chó đua ngựa chích. Thôi được rồi, nói nhiều được rồi, đủ rồi, tới đây được rồi. Những cái thông tin này lưu lại nha, lưu những cái thông tin này lại. Đây là những cái thông tin có thể cứu cánh cho chị đó. Nhớ nha, đất đai đồ này kia, quỹ hàng hũ đồ này kia, oxy đồ sao đó lưu hết lại nha chị. Đây là tôi phiên chị nha, tôi gửi một lời phiên chân thành nhất. Tôi không có nói gì chị hết trơn nha. Tôi đưa chị đưa lên tôi cho chị nói thôi. Tại vì không có ai biết về Đại Nam hết trơn á. Rồi bây giờ tôi cũng không biết về Đại Nam luôn. Tôi nghe nói chị nói về Đại Nam hay quá thì tôi đưa lên nha, để cho bàn dân thiên hạ đã xem, để người ta hiểu ra là ông Dũng với bà Hằng là có làm từ thiện hay không, và tiền bạc toàn là đi dây ngân hàng đâu không. Trời, toàn là dây ngân hàng không. Thôi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Kính chúc quý khán giả và gia đình có rất nhiều sức khỏe. Bye bye.